Hôm nay kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 1941-2018. Trong những năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh luôn phát động được nhiều phong trào thiết thực, góp phần phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập rèn luyện, từ đó nâng cao vai trò của tổ chức đội trong nhà trường, ghi nhận tại Liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, quận Thanh Khê. Những ngày này, mặc dù đã hoàn tất kỳ thi học kỳ 2, nhưng những đôi bạn học tập của trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai vẫn gắn kết và hỗ trợ nhau học tập. Tính đến nay, toàn trường có 305 đôi bạn cùng giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện, cũng như thực hiện hiệu quả phong trào, tiết học tốt, tuần học tốt. Em thấy rất vui vì bạn đã chỉ bài cho em và giúp em trong việc những việc khó khăn như là đọc viên viết bài, lại kiểm tra học kỳ. Em cảm thấy là mình có sự tiến bộ hơn trong việc học tập. Không chỉ phát huy sự tích cực, chủ động của học sinh thông qua việc đa dạng hóa các mô hình học tập, Liên đội nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động để giúp các em rèn luyện kỹ năng hoạt động đội và thúc đẩy ý thức học tập trong mỗi đội viên. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống của dân tộc cũng luôn được chú trọng thông qua việc thành lập câu lạc bộ Em yêu làn điệu dân ca. Với nhiều hoạt động nổi trội như là giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, giáo dục các kỹ năng sống, các phong trào học tập, rèn luyện, thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Và chính cái sự nỗ lực của các em đội viên trong học tập cũng như rèn luyện đã đẩy mạnh cái phong trào công tác đội của Liên đội ngày càng lên cao. Đó cũng là một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy công tác học tập trong nhà trường ngày càng tốt hơn. Hiện tại thì Hội đồng đội thành phố cũng đang có cái tờ trình đề nghị Hội đồng đội trung ương khen thưởng đối với Liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai. Trong năm học 2017-2018 thì Liên đội Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai thì cũng có rất là nhiều cái mô hình mới sáng tạo, như là đã tổ chức được cái chuyên đề điểm về sử dụng mạng an toàn. Thì hoạt động này thì cũng có các liên đội khác trên địa bàn quận về học tập và kinh nghiệm. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Liên đội Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi do Hội đồng đội quận Thanh Khê tổ chức. Trong 5 năm liền, Liên đội cũng nằm trong top đầu của phong trào đội toàn thành phố. Chính những hoạt động tích cực của phong trào đội tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng, giúp các đội viên say mê học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân để ngày mai tiến bước lên đoàn.